Kỳ lạ, đây là loài cá có thể sống trên cạn trong vòng vài năm mà không cần nước. Một loại cá có thể bị chết đuối nếu bạn để nó dưới nước quá lâu. Và đây cũng là món ăn cứu đói của người châu Phi những lúc hạn hán. Tên của con cá đặc biệt này đó chính là lungfish. Khi sống trong môi trường nước thì loài cá đặc biệt này hoạt động như những loài cá bình thường khác. Còn khi gặp mùa hạn hán thì chúng ẩn nấp thật sâu trong lớp bùn lầy rồi tiết ra một chất nhầy ngoài lớp da khiến cho chúng co cứng lại như một cái kén rồi chuyển sang trạng thái ngủ đông. Chính vì khả năng đặc biệt này của lungfish mà người dân châu Phi cũng có cá để ăn dù hồ đã cạn hết nước. Đơn giản là họ chỉ cần vác cuốc ra đào vào những vùng đất khô cạnh hồ cạn là đã có cá để ăn rồi. Đúng là tôi sống 70 năm trên cuộc đời này mà chưa thấy con cá nào kỳ lạ như vậy.